9 cặp con giáp khi mà lấy nhau sẽ được hạnh phúc trọn đời, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu nứt tường đổ vách. Đạo sĩ Tử Thông xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị tự hỏi tại sao trên đời lại có những cái cặp đôi khi yêu nhau thì gắn bó hạnh phúc, thế nhưng khi nên đôi vợ chồng thì lại xảy ra đại họa. Đen đủi hơn, có những người còn phải chịu cái cảnh quá chồng, quá vợ. Phong thủy học cho rằng tuổi hai vợ chồng có sức ảnh hưởng rất lớn đến cái tương lai, đến cái hạnh phúc sau khi mà kết hôn. Bởi vậy nên các cặp đôi khi mà kết hôn thì đều trải qua các bước xem tuổi, chọn ngày giờ cưới hỏi sao cho hợp lý. Và theo tử vi tướng số thì sẽ có 9 cặp đôi hoàn hảo khi kết hợp với nhau sẽ có được lộc trời ban, thuận lợi đủ mọi đường, từ kinh tế đến con cái. Đó là cái sự kết hợp hoàn hảo nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. 9 cặp con giáp khi đến với nhau sẽ được hạnh phúc trọn đời. Thưa quý vị, cặp thứ nhất đó là cặp tuổi Tý và tuổi Sửu. Tý và Sửu là nhị hợp. Những người tuổi Tý thì có tính cách linh hoạt, năng động, làm việc thì tích cực. Còn những người tuổi Sửu lại chân thành, đôn hậu, luôn nỗ lực hết mình trong cái công việc. Cái sự kết hợp giữa người tuổi Tý và những người tuổi Sửu tạo nên cái hiệu quả cực tốt trong công việc. Tính cách cả hai thì bổ sung cho nhau, bù đắp và cái hoàn thiện cho những cái điểm yếu, cho những điểm thiếu sót của đối phương, nên sẽ xử lý được mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau đạt được những cái thành công lớn về mọi mặt. Đồng thời chính cái sự tương trợ lẫn nhau sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân của những người tuổi Tý và tuổi Sửu thực sự là bền vững và hạnh phúc. Họ dường như cảm thấy không thể thiếu được đối phương trong cuộc sống của mình. Đó là những người tuổi Tý và những người tuổi Sửu. Tiếp theo, cặp thứ hai chúng ta có là gì? Cặp tuổi Thân và tuổi Tý. Cặp đôi này được coi là cặp đôi hoàn mỹ. Họ hiểu và bao dung đối phương. Tâm linh thì đồng nhất, mới gặp thì đã thân, nên có duyên vợ chồng với nhau. Hai người đều có lý tưởng tốt đẹp trong cái cuộc sống, cùng nhau phấn đấu để đạt được cái mục tiêu lý tưởng đã đề ra. Các cặp con giáp này thì cũng đứng đầu về cái độ lạc quan và gì khả năng là ứng phó linh hoạt trong cuộc sống. Nếu làm vợ chồng thì họ sẽ có cuộc sống hôn nhân ấm êm và hạnh phúc. Đồng thời, làm việc kinh tế của cả hai người cũng sẽ dễ dàng đạt được cái sự thuận lợi. Mọi khó khăn thì đều được giải quyết nhờ cái sự mưu trí tương trợ lẫn nhau của cả hai vợ chồng tuổi Tý và tuổi Thân. Tiếp theo, cặp thứ ba chúng ta xét đó là cặp tuổi Mùi và tuổi Hợi. Tuổi Mùi và tuổi Hợi. Hợi và Mùi là được bộ bán tam hợp. Những người sinh vào tuổi Mùi ấy, thì lại rất là ôn hòa. Họ là những người hiền lành và ít khi nổi nóng. Họ khá biết tính toán, lên kế hoạch và đặt những cái mục tiêu cho tương lai. Còn những người tuổi Hợi thì lại là những người lạc quan và nhìn thấy những điều tích cực tươi đẹp ở phía trước. Dẫu có khó khăn thì họ cũng rất khéo léo để tạo nên những cái niềm vui cho cuộc sống của mình. Nếu là vợ chồng thì những người tuổi Hợi sẽ là chỗ dựa, trấn an những lúc mà bạn đời yếu lòng, lo lắng về cuộc sống tương lai. Còn những người tuổi Mùi sẽ thúc đẩy cuộc sống của hai người luôn đi lên, nỗ lực đạt được những mục tiêu mà vợ chồng đã đặt ra từ trước đó. Đó là cặp thứ ba. Tiếp theo cặp thứ tư, đó là những người tuổi Mùi và những người tuổi Mão. Tuổi Mùi và những người tuổi Mão. Những người tuổi Mùi thì chu toàn, nhưng lại có điểm yếu là đôi khi thích dựa dẫm vào người khác. Vậy nên bạn đời tuổi Mão sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu này, vì họ rất thích chăm sóc và lo lắng cho người khác, khá là tâm lý và gì khá chiều chuộng bạn đời. Cặp đôi này ở bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc và hòa hợp. Đặc biệt về mặt tình cảm và mặt kinh tế thì cũng không có gì phải lo lắng, vì người tuổi Mão sẽ dẫn dắt, tạo điều kiện cho những người tuổi Mùi phát huy cái thế mạnh của mình và gặt hái được những thành công trong tương lai. Đó là cặp thứ tư. Tiếp theo cặp thứ năm là cặp tuổi Mùi và tuổi Ngọ, đúng không ạ? Mùi và Ngọ thì chúng ta cặp là Ngọ Mùi là nhị hợp. Những người tuổi Ngọ thì vui vẻ lạc quan, không coi trọng cái tiểu tiết. Họ tự do tự tại và không thích bị trói buộc. Một tính cách như vậy chỉ có thể hạnh phúc khi sống cạnh một người bạn đời tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi sống nội tâm, chu toàn trong mọi việc. Mặc dù cái tính cách của hai người là có sự khác biệt, nhưng cái sự hỗ trợ lẫn nhau mới thực sự là hoàn hảo của cặp đôi này. Thực tế đã cho thấy nhiều cặp vợ chồng tuổi này thì chung sống với nhau rất hòa thuận và tôn trọng đối phương một cách là hoàn hảo. Cả hai người họ đều không quá coi trọng cái vấn đề tiền bạc, nhưng lại được trời ban cho phần nhiều cái lợi nhuận trong cái công việc, trong cái việc làm ăn. Nên hậu vận đời sau thì cực kỳ giàu có. Đó là cặp thứ 5.
Tiếp theo cặp thứ 6 là cặp tuổi Ngọ và tuổi Thân. Ngọ và Thân. Những người tuổi Ngọ thì tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, nghị lực, kiên cường. Kết hợp với những người tuổi Thân sắc sảo, khôn ngoan, nhanh nhẹn, thông minh sẽ trở thành một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Họ có thể giúp nhau phát triển cái sự nghiệp, tạo dựng và cùng nhau có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý, không ai cản được. Cặp đôi Ngọ và Thân được coi là cái cặp thượng mã phong hầu, tức là gì? Thăng quan phát tài. Nhờ vậy, đến đời con cháu của họ cũng vẫn có cuộc sống sung túc và giàu sang. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cặp thứ 7 là cặp tuổi Thìn và tuổi Dậu. Thìn và Dậu. Thìn và Dậu là nhị hợp. Cặp đôi này thì thu hút lẫn nhau, cái chỉ số kết hợp thì rất là cao. Những người tuổi Dậu luôn tiên phong, mạnh mẽ trong cuộc sống, luôn yêu cầu cao đối với người bạn đời của mình. Còn tuổi Thìn ấy, thì lại là những người khẳng khái, nhiệt tình, có chí tiến thủ riêng, đòi hỏi bản thân và người yêu của mình ấy, phải đạt được những cái thành tựu nhất định sau khi kết hôn. Nghe có vẻ là đòi hỏi, nhưng mà hai người này lại đáp ứng được cái nhu cầu của nhau. Khi đã bị đối phương thuyết phục ấy, bằng cái khả năng của mình, thì họ lại rất trung tình và luôn kề vai sát cánh, dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Về mặt kinh tế của cặp vợ chồng này ấy, thì cũng được nhiều cái thuận lợi trong cái chuyện làm ăn và kiếm được bội tiền nhờ cái tài trí thông minh của cả hai người. Cặp thứ 8 ta xét đó là những người tuổi Tỵ và những người tuổi Dậu. Tỵ Dậu được bộ bán tam hợp là Tỵ Dậu Sửu. Cặp đôi Tỵ và Dậu rất hợp làm bạn đời của nhau. Đặc điểm của những người tuổi Tỵ là thần bí, cẩn trọng, tinh tế khi đề cập đến vấn đề tình cảm. Không dễ dàng biểu lộ cái cảm xúc của bản thân. Trong khi đó, những người tuổi Dậu ấy thì lại luôn gì lưu tâm đến cái việc nhỏ nhặt, yêu cầu cao nhưng mà rất kiên định. Khi mà cặp đôi này ở bên nhau ấy thì sẽ phát triển theo cái chiều hướng là tình bạn, tình yêu và gì tình cảm vợ chồng. Sau đám cưới thì họ có thể vướng phải một số những cái khó khăn về kinh tế, nhưng trước sau gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, và đến khoảng 4-5 năm sau ấy thì bắt đầu phất lên như diều gặp gió, không ai cản kịp. Đó là cặp thứ 8. Tiếp theo cặp thứ 9 là cặp tuổi Thân và tuổi Thìn. Đó. Thìn và Thân được vụ bán tam hợp là Thân Tí Thìn. Khi tuổi Thìn và tuổi Thân làm ăn với nhau ấy, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những cái thách thức. Bởi bản chất của họ ấy, vốn ưa mạo hiểm, họ thường gì khuyến khích nhau tìm ra những cái hướng đi mới cho cái việc kiếm thêm thu nhập. Tuổi Thân vốn là những người rất may mắn về tài chính, kết hợp với cái sức làm việc chăm chỉ, nên cặp đôi này ấy, thì không bao giờ lo thiếu thốn về tiền bạc. Sau hôn nhân, mọi chuyện vợ chồng thì đều được thuận buồm xuôi gió, con cháu thì hương thịnh, cứ thế mà để phất lên. Thưa quý vị, có một cái cuộc hôn nhân hoàn mỹ lâu dài, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, vợ chồng hòa thuận, con cái tốt đẹp là hy vọng của tất cả mọi người. Hôn nhân chính là một cái sự ràng buộc về trách nhiệm mà không ai muốn nó bị đổ vỡ. Và để làm được điều đó thì ngoài cái sự nỗ lực về tình cảm, về trách nhiệm thì những người trong cuộc cũng cần phải chú ý đến cái chuyện là cải thiện phong thủy trong hôn nhân. Bởi lẽ để giảm thiểu các tác động xấu từ bên ngoài cũng là một trong yếu tố cực kỳ quan trọng. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 nguyên tắc phong thủy trong hôn nhân cần biết để có được cái cuộc sống gia đình, hôn nhân trọn vẹn. Thứ nhất, 1. Không để trước cửa sổ có cái vũng nước. Từ góc độ phong thủy thì hôn nhân nơi cửa lớn thì tuyệt đối không được xuất hiện cái vũng nước. Nước bẩn thì lại càng không thể, bởi nước nó tượng trưng cho sự đào hoa, cho tính lẳng lơ, cho tính lăng nhăng, nên dễ khiến cho người trong nhà có cái thái độ quá trớn trong chuyện tình cảm, đi quá cái giới hạn, không biết kiềm chế bản thân. Đặc biệt là nếu mà là nước bẩn ấy, thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, xuất hiện người thứ ba chen chân vào trong cái cuộc sống hôn nhân, tỷ lệ ly hôn thì vô cùng lớn. Vì thế tốt nhất là nên giữ nhà cửa sạch sẽ, khô ráo, không bị đọng nước, không bị tù túng, có hệ thống thoát nước tốt và không thấp hơn so với mặt đường. Không nên bày lọ hoa, chậu hoặc đồ vật chứa nước ở trước cửa, vì dễ phạm phải cái gì phong thủy, lại gì dễ mất vệ sinh. Nước tù đọng là cái môi trường sinh sôi nảy nở của các loại vi khuẩn, của các loại côn trùng, ký sinh trùng gây bệnh, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người trong nhà. Đó là lý do đầu tiên. Thứ hai là không trang trí quá nhiều đèn trong nhà. Trong nhà mà có quá nhiều đèn ấy, thì theo phong thủy là điều không hề tốt, chỉ nên có vừa đủ. Cái lỗi này sẽ mang tới những cái rắc rối không đáng có trong đời sống hôn nhân. Những bí mật đang che giấu thì dễ bị đối phương dễ dàng phát hiện. Những điều nhỏ nhỏ mà đôi bên muốn giữ riêng cho mình thì dễ dàng bị vạch trần.
nên dễ xuất hiện cái sự ồn ào, không hợp, thậm chí là có thể gây nảy sinh những tranh cãi và rất dễ trải qua nhiều lần hôn nhân. Tốt nhất là chỉ nên trang trí đèn vừa phải. Nếu đã bài trí quá nhiều đèn trong nhà thì cũng cần phải loại bỏ bớt, hoặc là các bạn hạn chế sử dụng nó. Không nên bật tất cả các đèn cùng một lúc để tránh ảnh hưởng đến các hôn nhân của những người trong nhà. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Thứ ba là không bố trí nhà vệ sinh đối diện cửa lớn. Nguyên tắc phong thủy mà hầu hết những ai cũng biết là nhà vệ sinh tuyệt đối không được đối diện với cửa lớn, cửa chính trong nhà. Nếu mà bố trí phạm lỗi này thì trong nhà sẽ gặp nhiều chuyện xui quẩy, năng lượng xấu sẽ dễ dàng xâm nhập vào, khiến cho vợ chồng cãi vã, tranh chấp, không hòa hợp, nên là sẽ xuất hiện tình trạng là ly hôn hoặc là trải qua nhiều cái lần hôn nhân. Vì thế khi bố trí nhà, tốt nhất không nên để cái nhà vệ sinh nó đối diện với cửa chính. Nếu đã chót phạm phải lỗi này thì hãy hóa giải bằng cách là đặt cái bình phong ở cái khoảng không giữa nhà vệ sinh và cửa, hoặc là chỉ trước nhà vệ sinh, hoặc là treo sâu tiền ngũ đế lục đế, hoặc là treo mảnh rèm chậu kênh, trồng chậu hoa cây xanh để hóa giải đó. 4. Không treo quá nhiều tranh ảnh của người khác phái. Nếu nói trong nhà không nên treo nhiều ảnh thì không có nghĩa là không được treo ảnh của trẻ nhỏ, mà các bạn nên hạn chế treo ảnh mỹ nữ, mỹ nam hoặc là những người khác phái có dung mạo đẹp. Vì theo phong thủy hôn nhân ấy, điều này sẽ dễ khiến cho vợ chồng không hòa thuận, ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống, sinh hoạt của cả hai vợ chồng. Vì thế, nếu trong nhà mà có treo ảnh như vậy thì các bạn hãy mau hạ xuống và treo ảnh khác lên, kẻo hôn nhân nó bị thất bại. Phong thủy hôn nhân còn nhắc nhở không nên treo cái loại ảnh hoàng hôn hoặc là treo ảnh hoa mẫu đơn trong phòng ngủ, ngụ ý là chia ly hoặc là có người thứ ba xen vào cái hạnh phúc gia đình. Tốt nhất là các bạn hãy chọn những bức tranh vui vẻ, sáng sủa, thể hiện cái sự tích cực, lạc quan. Tranh có đôi, có cặp thì cái cuộc sống gia đình sẽ ngày càng được viên mãn và tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cặp đôi mà hạnh phúc, viên mãn nếu mà khi mà đến với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.